Mùa này là phải đi biển mà có một củ hai mà đòi đi Ninh Thuận thì hôm nay tôi dắt các bạn đi nha. Nhiều đứa kêu là không tin không tin nhưng mà tôi đi cho mọi người coi nè, lượng sức mà đi thôi. Xuất phát từ Sài Gòn đi xe Phương Trang 195k, chọt một cái tự nhiên còn 165k. Lúc này là 3 giờ khuya rồi mà vẫn có chỗ ship xe máy tận nơi cho mình luôn. tay ga 150k một ngày đi hai ngày chia ra một đứa 150k. Điểm đầu tiên mấy đứa tôi đi vào lúc 5 giờ sáng. Đó chính là hang rái Tại sao nó tên là hang rái nhỉ Vô cộng tốn hết 50k Trời ơi chỗ này mà buổi sáng đi đẹp lắm Nhất là chỗ cái bàn thạch này nè Sóng bị nó tràn lên rồi nó chảy xuống nhìn như ngọn thác vậy đó Mặc dù là mặt trời lấp ló rồi sau đó may Nhưng mà vẫn đẹp tuyệt vời ở mặt trời Ở đây tới 7 giờ sáng là chạy về Vĩnh Hy gửi đồ ở hôm Và lên cano đi Hòn Rùa thôi thuê riêng cano là một triệu một chiếc mà đi ghép là 170 k một người ngồi trên cano nhanh lắm có 10 phút là tới nơi rồi nhìn nước biển trong xanh mà ngọc bích rồi cano lạng qua lạng lại tao nói nó vui gì đâu và đây là hòn rùa tôi nói đâu có sai nước biển trong xanh luôn ở đây các bạn có thể chèo sấp này là ngắm san hô nè tắm biển nè đã đời luôn chụp hình sống ảo thì tao nói bá chế bồ chét sau khi tắm biển lặn ngắm san hô xong chưa có đã tôi vô tôi tắm chỗ này tiếp cái hồ này nước nó trong lắm nhìn thấy cá bơi dưới luôn và đặc biệt nha, khi có nắng nhìn cái hồ này nó long lanh long lanh, đẹp gì đâu á. Chơi đã đời xong tới 10 giờ là thấy chán rồi, bắt đầu quay về lại đất liền. Về đất liền mình nghỉ ngơi ở khách sạn 2 tiếng đồng hồ xong bắt đầu xuất phát đi tiếp công viên đá. Công viên đá vé vô tổng là 40k. Đây gió thiệt là gió mà chịu khó chụp hình thì mới đẹp. Cảnh thì có đẹp đó nhưng mà đồ đạc với tóc tai có đẹp hay không thì chụp xong mới biết. Chụp tấm nhiều khi lựa được có 1 tấm, tại tấm, vì đồ đạc tóc tai nó bay cỡ này nè. Còn tôi thì được cỡ này thôi, 1828. Đi lên thuận không chỉ được tắm bỉ mà còn được tắm xuống nữa mọi người. Đây là suối lộ cũng gần trung tâm Vĩnh Hy có một km à gần lắm mà mọi người lưu ý con suối này có nhiều nhánh lắm lựa cái nhánh nào mà ít người tắm á thì mình tắm đó như mấy cái nhánh này nè đâu có người đâu còn mấy cái nhánh khác nó đông đen như kiến gì đó gần cái suối lộ ô có một cái quán cà phê tên là đòi đi chơi mệt mỏi mình lên đây cái hết mệt luôn ở đây không khí trong lành mà nó mát gì đâu á nằm giỏi mà muốn ngủ tám giấc luôn nhìn xuống là thấy vịnh vĩnh hy đó mọi người mà đồ ăn thức uống ở đây giá hợp lý luôn buổi chiều ở vĩnh hy á thì mấy đứa tôi chạy lên bãi thùng bãi chuối ai nói nên thụng đầy nắng và gió chứ chiều chiều cái khúc này gió nó thổi lạnh te tua luôn trên đường đi có cái khúc này ok lắm mọi người đứng nhìn toàn cảnh vịnh vĩnh hy luôn bạn nào chịu khó đứng chờ thêm một tí nữa mặt trời lặn xuống nhìn đẹp lắm mọi người ơi à còn một cái không thể thiếu được ra đây là phải đi tham quan vườn nho mới vô vườn một cái là người ta lấy tất cả các loại cho bạn thử luôn Thế như vậy tôi cũng ấy nấy lấy một thứ một ít mang về Còn chỗ ngủ nghỉ ở Vĩnh Hy là nhóm tôi ở đây nè Cái ông chủ ở đây nhiệt tình chưa từng thấy luôn Phòng như gì là 700k cho 6 người Xin lỗi tôi quay hơi bừa bộ một xíu Buổi tối mà các bạn muốn ăn tối ở đây á thì Phải dặn người ta trước Vừa món chay và vừa món mặn mà một bàn như thế này Ông làm có 450k Còn buổi sáng buổi trưa các bạn có thể ăn bên ngoài Buổi sáng có bánh xèo nè Ăn nghiêng một nhóm một đứa chia ra 3 40 k là ứ hử ứ hẹ luôn Nói chung tổng thiệt hại ăn uống hai ngày một người là 300k Bây giờ mọi người tính giùm tôi đi tổng tất từng tập cái chuyến đi này có một triệu mốt mấy nhiêu bây giờ mọi người thử lên lịch coi thử đi được bao nhiêu nè bye bye